Kính thưa quý vị, Nguyễn Quang trân trọng kính chào quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Global TV 55.4 Chuyện ngày tháng cũ với niên trưởng Phạm Bá Khoa. Nguyễn Quang trân trọng kính chào niên trưởng. Dạ, xin chào cô. Dạ, thưa tôi Phạm Bá Khoa, kính chào quý khán giả đài Apple TV 55.4. Dạ. Chuyện ngày tháng cũ thì lúc nào cũng tháng cũ, ngày hôm nay thì ngày hôm qua đã là ngày tháng cũ rồi. Mà niên trưởng Phạm Bá Khoa thì lúc nào sức khỏe cũng được tốt, nên chúng ta được nghe lại những câu chuyện mà nếu niên trưởng Khoa không kể thì không ai biết. Dạ. Xin mời niên trưởng. Dạ, thật ra thì mỗi người đều biết một cái gốc nào đó trong một cái giai đoạn lịch sử của mình, thì tôi cũng chỉ là một gốc nhỏ trong đó thôi. Thưa quý vị, cuối kỳ trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị trong cái nửa phần đầu của cái chương trình đó, thì có trình bày quý vị rằng là sau khi mà ra khỏi tù thì bây giờ tôi đang theo dõi cái vấn đề mà giáo dục ở trong xã hội chủ nghĩa. Cũng xin nhắc lại rằng tôi rất là quan tâm vấn đề giáo dục, cho nên tôi có một cái bài tôi viết, tôi kết luận rằng là tội ác của cộng sản là vô vàn, không biết đâu mà kể, nhưng đối với tôi thì cái tội ác về giáo dục nó là quan trọng hơn hết. Bởi vì giả sử rằng thí dụ như ngủ đêm sáng ngày mai, thí dụ cái chế độ cộng sản sụp đổ đi, rồi có một cái chế độ dân chủ tự do được thiết lập ở trên đất nước Việt Nam, thì sau khi cải tổ hệ thống giáo dục thì rết ra cũng phải hai thế hệ sau thì cái xã hội Việt Nam mình chúng ta mới trở lại bình thường được. Nó quan trọng đến như thế. Thưa quý vị, tôi xin tiếp là sau khi chúng tôi lược kể về cái hội nghị của Viện Giáo dục ở miền Nam, và cái cô giáo Tôn Thuyết Dung là cô trình bày và có cái sự góp ý của rất là nhiều người, nhưng mà hai cái câu của ông Xuân Diệu là một, lấy với một vị nữa, đều cho rằng cái vấn đề giáo dục Việt Nam chúng ta từ trước đến bây giờ chưa đào tạo con người, mà lẽ ra phải đào tạo con người trước khi mà đào tạo về chủ nghĩa cộng sản. Thưa cái việc này, thưa quý vị, là tôi nhớ lại rằng là trong cái thời kỳ mà tôi bị giam ở trên Yên Bái, rồi sau đó sau năm 1978 thì chúng tôi xuống tại Nam Hà, thì trong đó người ta bắt anh em chúng tôi đó là phải mượn sách của họ để mà đọc. Thì họ có một cái tủ sách nhỏ nhỏ, thì tất cả là đều là tủ sách chính trị hết, trong đó có một số sách về các vấn đề giáo dục. Thì lúc đầu chúng tôi mượn đó, chúng tôi thấy rằng ô, mượn rồi đến ngày đem trả đi, nhưng mà dần dần rồi tôi mới thử đọc một vài bài mà thấy rằng nên đọc. Thì trong những cái bài viết về chính trị đó, thì chúng tôi nghĩ rằng họ ép chúng tôi đọc để mà chúng tôi hiểu theo cái cách hiểu của họ, nhưng mà chúng tôi lại hiểu theo cái cách của mình, cho nên mình mới thấy là bất là hiểu ngược lại hết á, thì nó đúng hết. Thì về cái trong cái sách mà về giáo dục đó, thì tôi nhớ rằng ở tại trại Nam Hà năm 1985 đó, thì tôi có đọc cái cuốn sách đó. Thì cuốn sách đó nó dạy cho học sinh lớp 2 ở cấp tiểu học. Mà thưa quý vị rằng học sinh lớp 2 nó còn bé lắm, 5-6 tuổi à. Vậy mà họ bắt học là bài toán cộng. Cộng một tên Ngụy chết cộng với một tên Mỹ chết là hai tên. Và thưa, có thể nói rằng trong những bài cộng trừ đó của họ đấy, lúc đó thì chưa có nhân chia, mới cộng trừ, thì họ dùng cái xác chết của mà họ gọi là Mỹ với Ngụy đó, tức là anh em chúng tôi và người miền lính Mỹ chết đó. Thì quý vị, nó nói lên cái gì? Ở đó nó cho thấy rằng là, tức là nó nhét vào đầu của tuổi trẻ từ cái tuổi non nớt đó, chỉ biết là xác chết để làm cho họ quen với cái chuyện mà giết người đi, cho làm cho những đứa bé lần dần lớn lên đó, cái chuyện xác chết đối với nó thì nó đã được học, đã được nghe, được thấy rồi. Thành thử rằng là đối với nó cái chuyện tầm bình thường thôi. Và mãi về sau này thì cái giáo dục cũng không có gì thay đổi hết, cho nên mới lại dẫn đến cái, nó là một phần trong dẫn đến cái tình trạng mà cái xã hội Việt Nam chúng ta băng hoại ngày, cho đến ngày nay vẫn thế. Dạ, thưa quý vị, thì tôi xin đi tiếp thêm cái vấn đề giáo dục này. Thưa quý vị, vào năm 2000, tức là tôi qua bên này rồi đó, thì tôi có đọc cái cuốn hồi ký, nhưng mà ông thì ông ghi là nhật ký, có tên là Rầm Rắn, của ông cựu trung tướng Trần Độ, mà một thời ông có phụ trách về cái ban tuyên giáo của Bộ Chính trị. Thưa quý vị, ông nói một cái câu như thế này, thì ông nói rằng là những cái thành phần lãnh đạo,
từ trước đến bây giờ đẻ ra cái chuyên chính tư tưởng, nghĩa là một cách tàn bạo và khốc liệt đến nỗi mà họ làm tê liệt toàn bộ cái đời sống tinh thần của người dân từ khi ở ngoài Bắc cho đến vào trong Nam này. Thì cái gì ở đó nó nói lên tất cả các cái góc cạnh, là vì cái sự khắc nghiệt mà nó nghĩa là bịt qua như bịt miệng, bịt mắt, bịt tai của mọi người hết, làm cho con người không còn gì hết, không còn được có một cái suy nghĩ gì hết. Mà tới lúc đó thì tới năm 2000 thì cũng là chưa có gọi về cái phong trào xã hội dân sự hoạt động mạnh, chỉ mới khởi đầu là cái hội những người cựu kháng chiến đó, họ mới bắt đầu nghĩa là khởi đầu cho cái xã hội dân sự, mà mãi đến sau này khoảng chừng 20 năm sau nó mới là đứng dậy được. Cho đến ngày nay đó thì có cái xã hội dân sự hình thành trong cái xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Thưa quý vị, tôi đi xa thêm một chút nữa, vào năm 2004 thì có một cái hội nghị giáo dục ở trên cái đất Bắc. Thì cái năm 1989 đó là cái hội nghị giáo dục của Viện Nghiên cứu Giáo dục ở miền Nam. Và bây giờ là cái còn là cái hội nghị về giáo dục của toàn đất nước đó. Thế thì ở đó ông giáo sư Hoàng Tụy, ông Hoàng Tụy là một trong những cái người mà có gọi là cốt cán của cái ngành giáo dục đó. Thì ông nói một cái câu như thế này, ông có tường thuật một cái sự kiện, đó là cái ngày 23 Tây tháng 2 của năm 2004, Bộ Giáo dục có ra một cái quyết định buộc tất cả các sinh viên ở các trường đại học trên toàn cõi Việt Nam đều phải học cái chương trình, thứ nhất là cái vấn đề triết học Mác Lê, thứ hai là kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa khoa học, và thứ ba là học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh. Và tổng số giờ học trong một năm 203 giờ, và 99% trong toàn bộ cái thời lượng mà người sinh viên ở bậc đại học học trong một năm. Thì lúc đó có ông giáo sư Quốc Việt, thì ông mới tức giáo á, khi mà ông đọc cái đó lên rồi đó thì ông này ông đập bàn một cái, ông mới nói rằng đó là một cái quyết định phản khoa học hoàn toàn. Thì thưa quý vị, cái tiếp theo nữa, vào năm 2008 thì đúng này cũng ông giáo sư Hoàng Tụy, ông trong một cái hội nghị cũng là về giáo dục, ông nói về giáo dục chúng ta bây giờ nó là chìm đắm ở trong cái sự dối trá, rồi thì bằng cách giả, bằng cách dỏm, rồi học đi mướn người khác đi học, hoặc là không có học cũng có cái bằng, tất nhiên là cái bằng đó lại gọi là cái bằng dỏm. Thì như vậy đó, là từ lâu nay chúng ta đổ cái Bộ Giáo dục đã đổ vào những cái thứ rác rưởi độc hại trong xã hội bằng những cái loại bằng cấp đó, cho nên chúng ta không có những công dân để mà xây dựng đất nước được. Cảm ơn Đường Trị rất nhiều trong chi tiết này. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin phép quý vị được tạm ngưng chương trình trong chốc lát, và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Thì bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị trở lại chương trình Chuyện Ngày Tháng Cũ với Niên trưởng Phạm Bá Hoa. Và trong ngày hôm nay thì Niên trưởng đang đề cập đến vấn đề giáo dục của xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Thưa quý vị, đến đây thì tôi xin đóng cái ngoặc lại, bây giờ tôi đi quá xa trong cái giáo dục, tức là về phương diện thời gian. Nhưng mà vấn đề mà cái nội dung thì vẫn nói như vậy để cho thấy rõ hơn về cái vấn đề giống như giáo dục của tôi gọi là của cái nhóm lãnh đạo về Việt Cộng. Thưa quý vị, thì bây giờ tôi xin quay trở lại cái vấn đề mà tôi ra khỏi trại, tôi về nhà rồi đó, giấy tờ xong rồi thì tôi đưa theo dõi về cái vấn đề mà cái viện nghiên cứu giáo dục, thì bây giờ xây về cái chuyện gia đình của chúng tôi. Thưa quý vị, rằng có lần tôi cũng trình bày với quý vị rằng là lúc tôi còn ở trong tù đó, năm 1986 đó, thì mẹ tôi bị stroke.
Thì sau đó vợ tôi đưa từ ở dưới quê ở Sa Đéc đó, đưa về lên Sài Gòn, rồi đi bấm việc. Và một thời gian thì mẹ tôi coi như là được 85-90% nữa cơ, để phục hồi lại được cái sức khỏe, đi lại được hết. Khi tôi đi về đấy thì mỗi sáng tôi đưa mẹ tôi đi vòng vòng ở trong cái khu cư xá Bắc Hải. Và rồi thưa quý vị, là có một hôm thì mẹ tôi trở bệnh trở lại, đó là qua giữa năm 1988, tức là tôi về cũng gần được một năm rồi. Thì mẹ tôi thường nói với tôi rằng là má tưởng đâu má chết rồi, nhưng mà má có cầu nguyện chờ được con về, nếu có chết đó thì má chết má cũng rất là vui lòng. Thì khi tôi về, má tôi nói rằng bây giờ có con về rồi thì má chết lúc nào cũng được hết, má cứ sẵn sàng cái việc đó. Và bây giờ thì má tôi tự nhiên trở bệnh, đang khỏe bình thường ngủ đêm trở bệnh. Thì cái lúc mà trở bệnh đó thì có mình tôi nằm đó thôi. Bây giờ khi tôi về tôi hay nằm ngủ với mẹ tôi. Bởi vì là mới có những cái chuyện mà trong cái đời sống giữa mẹ với người con gái thường thường có nhiều cái kỷ niệm, nhưng mà đối với tôi đó thì với người con trai, mà là tôi là người con trai trưởng đó, thì có nhiều cái kỷ niệm với mẹ tôi lắm. Có những nhất là những cái lúc mà gian khổ trong cuộc sống, thì trong cái thời kỳ mà 1939 là 1942 đó, cái thời kỳ đó. Thì bây giờ cái sáng ngày hôm sau cái tôi mới đi, tôi nói thưa dì ba, đây con phải đi chợ đi đón cái ông bác sĩ tới, cái ông thầy bấm huyệt và ông bác sĩ cùng làm chung một cái phòng với nhau. Thì tôi mời ông ấy tới, thì ông nói rằng ông coi rồi ông chế thuốc, ông nói cũng nghĩa là cũng đáng lo ngại thôi chứ cũng chưa có gì ghê gớm lắm. Thế thì cũng cho thuốc cái đồ rồi nằm đó. Thì hôm đó đó là bà chị của tôi từ ở Vĩnh Long lên. Thì bữa chút bữa ra là chiều, vào buổi chiều. Thì tôi lúc đó xem mẹ tôi khó thở, chừng khoảng chừng 4 giờ chiều trong khoảng đó. Thì mẹ tôi khó thở, tôi mới ngồi, tôi mới đỡ mẹ tôi nặng dựa vào trên cái vai của tôi. Tôi ngồi như thế này và mẹ tôi dựa vô. Thì bà chị tôi mới mục đích là mình kéo cái ống quần của mẹ tôi lên để mà bóp hai cái ống chân. Nhưng mà rồi thấy những cái vệt đỏ nó loang lỗ ở trên cái ống chân và xít lên tới đầu gối cũng có. Rồi tôi nói bây giờ chị ơi, chị thử xem cái chân bên phải của má có ra làm sao. Cái chân phải cũng vậy, thì quay hai cái tay áo cũng vậy, hai cái ống tay. Thưa quý vị, rằng lúc đó thì chúng tôi có một chút hoảng sợ, bởi vì mình không biết đó, mình không biết cái chuyện gì sắp xảy ra, nhưng mà cứ ngờ trong trí rằng có cái gì đó dường như là có chuyện ghê gớm nó sắp xảy ra cho mình, chứ chưa có hình dung được là cái chuyện gì. Và rồi thì cái đêm đó đó thì tôi nằm một bên, và chị tôi nằm một bên, mẹ tôi nằm ở giữa, ba tôi thì ngủ cái giường ở bên cạnh. Thì tới sáng thấy không được, chứ được tôi lại đi đón hai ông thầy đó trở lại, đi đón bà. Thì ông mới coi rồi, thì tôi thấy ông, hai ông cứ ngần người hoài. Tôi mới nói thế này, tôi nói bây giờ thế này là ba tôi với tôi trong nói chung là trong gia đình đó, rất là sẵn sàng. Bởi vì thấy cái tình trạng của mẹ tôi có những cái lúc mà tưởng đâu đã không còn nữa, nhưng mà nhờ hai vị của mẹ tôi còn sống được cái ngày nay cũng được một năm, hơn một năm rồi đó. Thành thử thì chúng tôi rất là cảm ơn hai vị. Thì bây giờ chúng tôi mong muốn hai vị nói, hãy nói thật những cái điều mà hai vị nghĩ rằng sẽ như thế nào, tốt xấu là sao, đừng ngại gì hết. Cái thì ông bác sĩ ông mới nói, tôi nói rằng có lẽ nên chuẩn bị thì tốt hơn, vì không cách gì đâu. Thì ba tôi lúc đó thì có một chút im lặng, có lẽ cũng là có đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, nghe một cái tin không vui như vậy thì cũng có một chút buồn. Thì ba tôi đứng lặng một hồi, thì ba tôi mới nói thôi được rồi. Thì bây giờ đó là bác sĩ vừa lòng chích cho vợ tôi, tức là ba tôi nói vậy, chích cho vợ tôi một mũi thuốc để mà gọi là hồi sinh đó, để đủ cái thời gian mà chở đi về với quê nhà, để có gì thì chôn ở trong cái nghĩa trang của gia đình ở Gia Mân, thưa quý vị, cách Sa Đéc. Trước khi đến Sa Đéc là 8 cây số trên cái đường từ cầu Bắc Mỹ Thuận đi lên trên Sa Đéc đó. Thì xong rồi thì lúc đó là tôi lo đi mướn xe cũng rồi hết, xong hết rồi thì bây giờ lên xe đi. Nhưng mà tôi thì không có đi được, bởi vì
khi mà tôi về đó, họ bắt chúng tôi đó, là họ buộc chúng tôi là mỗi một lần khi ra khỏi Sài Gòn đó thì phải xin phép họ, họ tức là cái phường, công an phường ở trong cái khu cư xá của tụi tôi đó. Thì tôi phải đến xin phép họ. Thì họ nói rằng tôi không biết anh đi đâu bao giờ, làm cái gì, chuyện gì tôi không cần biết. 12 giờ đêm bắt buộc anh phải trình diện. Dạ, với là không có được nhắn ở Sài Gòn đêm nào cả. Mà lúc đó thì xe đưa đi về rồi, thì giờ tôi cũng ráng đi ra, đi về với nhà, được tới với nhà rồi thì lúc đó mẹ tôi vừa mất. Tức là lúc đó khoảng 6 giờ chiều mẹ tôi mất. Mất rồi thì tôi đâu có làm cách nào nữa. Thì xe qua xe lại một chút đó, thì có ba tôi được nhờ, cũng có bà con cô bác ở lối xóm đó người ta tới. Tức là bà con xa không có bằng láng giềng gần đó, thì bà con tới thì lo. Thì lúc đó là tôi là 8 giờ tối tôi phải đi ra xe, đi đón xe, đi từ đó xuống dưới cầu Bắc Mỹ Thuận, ngoài qua bên kia cầu Bắc đón xe để về Sài Gòn trước 12 giờ đêm. Và rồi đâu có ngủ được, thưa quý vị, xin được tâm sự với quý vị một chút. Là vì 3 giờ chúng tôi phải trở đi ra, đi vô bến xe, nghĩa là 12 giờ trình diện. Rồi sau đó bất cứ giờ nào cũng được, mình trở ra bến xe để mình đi thiện thường 3 giờ tôi nằm được một chút. 3 giờ trở bến xe rồi để đi về với nhà, rồi 8 giờ tối cứ đi lên, cứ như thầy. Thành này chôn má tôi rồi cũng không có ở được cái đó nữa, rồi phải cứ để mà chờ cúng thất đầu tiên đó. Chúng tôi cũng phải đi như thế này, chứ rồi không biết tại sao không biết nữa. Khi mà làm thất cho mẹ tôi cái tuần lễ thứ hai đó thì tôi xin đó, họ cho chúng tôi đi được 3 ngày, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Và chúng nó muốn nói rằng là chúng tôi về cũng bị cái sự mà kiểm soát chặt chẽ. Tôi không biết rằng các bạn tôi có bị cái trường hợp đó không, nhưng mà chúng tôi bị như thế, thưa quý vị. Và rồi sau đó thì chúng tôi đi chuẩn bị cái hồ sơ để mà đi. Khi họ gọi lại để làm hồ sơ thì thật ra đó, thưa quý vị, rằng bây giờ đi và cái chuyển sang cái gọi là cái chương trình HO đó. Đi. Thì trong cái chương trình HO này, thưa quý vị, nó có hai cái thành phần. Một cái thành phần không có người nào ở trên đất nước Hoa Kỳ này để bảo lãnh đó, thì là cái đó thì đi làm giấy tờ đi thì tất cả cái chi phí đó là do của cái cơ quan mà IOM người ta cho mượn. Thì sau qua đây qua đến này rồi mới trả lại từng tháng một. Thì những người đó của tôi thì thuộc cái thành phần thứ hai, là có con bên này, con lãnh. Thì chúng tôi kêu con nó làm giấy tờ, rồi tất cả giấy tờ thủ tục gì nó lo hết. Cả vé phi cơ cũng mua. Nhưng mà bắt đầu, thưa quý vị, là tháng 3 của năm 1988. Dạ, tháng 3 1988 thì con tôi nó bắt đầu cái làm cái hồ sơ để mà bà bảo lãnh, cũng là HO nhưng mà thành phần thứ hai. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn Miền Trẻ rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay đến đây thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn với quý vị tuần tới. Xin kính chào quý vị. Trở về xứ Việt nhắn dùng ta, người ấy ở trong tù, nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết dài lắm không đằng đằng.